Tài khoản đầu tiên là tài khoản 10.000 đánh lên gần 19.000 đô ở trên thị trường. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời mọi nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư những giá trị giao dịch thực tiễn ở trên thị trường bằng chính những tài khoản của bản thân tôi để cho mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá về các giá trị thực tiễn này ở trên thị trường. Khi bản thân các nhà đầu tư tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex đều phải có giá trị để mà theo dõi, nhìn nhận và đánh giá. Thầy đứng ra giao dịch ở trên thị trường thì phải chứng minh về những giá trị thực tiễn này ở trên thị trường giao dịch Forex. Đó chính là giá trị mà nhà đầu tư phải yêu cầu bất kỳ một ai ở trên thị trường giao dịch Forex này nói với cả bản thân rằng họ bạn rằng họ là người giao dịch thành công hoặc nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Tài khoản giao dịch Forex chính là thước đo giá trị của bất kỳ một nhà đầu tư nào tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Không chứng minh được tài khoản, không chứng minh được những giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường, xin lỗi nhà đầu tư, kẻ đó chỉ là kẻ lừa đảo trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Bán tín hiệu mà không thấy giao dịch, bán tín hiệu mà không thấy những giá trị thực tiễn trên thị trường, xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những trò hề lừa bịp ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi chia sẻ và mong muốn rằng những giá trị tôi truyền tải đến mọi nhà đầu tư trên con đường mà các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, các bạn sẽ thấy rõ về những giá trị thực tiễn này. Tài khoản này được xuất phát điểm vào ngày 15 tháng 10 năm 2019 với những giá trị mà tôi chia sẻ full tài khoản là 10.000 đô ở trên thị trường được nạp vào. Với những giá trị của các phương pháp giao dịch tôi vận dụng áp dụng vào trong thực tế và truyền tải đến nhà đầu tư thì vào ngày cách đây khoảng tầm vài bữa thì tôi có rút về là 7.000 đô ở trên thị trường. Thì đây, tài khoản tôi rút về. Đây, là vào ngày bao nhiêu đây? Là vào ngày 13 tây tháng 11 năm 2019 tôi rút về 7.400 đô trên thị trường. Và tiếp tục từ ngày đó đến hôm nay thì tôi đánh tiếp tục lợi nhuận thêm 1.500 đô trên thị trường. Và tổng giá trị lợi nhuận ở trên thị trường hiện nay của tài khoản này sau gần một tháng được nạp vào là 10.000 đô ở trên thị trường giao dịch Forex, đến nay đã sấp xỉ là 19.000 đô ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tất cả những giá trị mà nhà đầu tư tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này thì cần phải thấy rõ được người thầy họ đứng ra, họ chứng minh giao dịch ở trên thị trường, họ chứng minh về những giá trị tài khoản trên thị trường. Có như vậy thì bản thân nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này mới có thể nhìn nhận và đánh giá được đâu là những giá trị thực tiễn ở trên thị trường. Thầy dạy ra ngoài mà không chơi được ở trên thị trường giao dịch Forex này thì lấy giá trị gì ra mà nhà đầu tư có thể vận dụng vào trong thị trường thực tế ở trên thị trường này. Xin lỗi nhà đầu tư, không có vụ thị trường giao dịch Forex này tham gia vào là dễ và đơn giản. Không có chuyện tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này là gì nhỉ? Là các bạn có thể kiếm được ra tiền ngay ở trên thị trường giao dịch Forex này. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý ở trên thị trường này. Và trên này tôi có một lệnh là vẫn còn đang thả lệnh ở từ trên cao, rất là cao trên thị trường này. Đó, lệnh thì tôi vẫn đang thả đây. Và các bạn có thể thấy rõ, lệnh thì vẫn đang thả đây, đang lời khoảng tầm sấp xỉ 2.200 đô ở trên thị trường giao dịch Forex này. Thì khi các bạn chơi được, các bạn muốn, các bạn vận dụng, áp dụng và tạo được ra các giá trị lợi nhuận ở trên thị trường này, xin lỗi nhà đầu tư, các bạn cần phải trải qua cả một giá trị về chứng minh thực tế, về bản thân các bạn phải điều chỉnh, phải chỉnh sửa được những sai lầm của bản thân các bạn trước khi các bạn làm điều này. Thì chính những người là đi nhầm mà các bạn tin tưởng theo để đồng hành, họ phải chứng minh thực tế cho các bạn theo dõi, nhìn nhận và gì nhỉ, trực tiếp áp dụng vào cho các bạn để các bạn đánh giá trên thị trường này. Thị trường giao dịch Forex không có vụ là đơn giản, không có vụ là dễ và gì nhỉ, không có vụ có thể hái được ra tiền nhanh. Xin lỗi nhà đầu tư, chỉ có đơn giản là đơn giản mất tiền và chỉ có dễ là dễ tan ra bại sản mà thôi. Không có vụ chưa học xong tiền đã về, không có vụ học đang học thì tiền về ngay tại lớp hoặc học xong có thể tạo ra giá trị lợi nhuận. Xin lỗi nhà đầu tư, đó chính là những kẻ đang lừa đảo nhà đầu tư trên thị trường giao dịch Forex này. Đạo đức ở trên thị trường giao dịch Forex đó chính là phải chứng minh được bản thân họ có năng lực giao dịch ở trên thị trường này hay không. Đó mới là giá trị để các bạn nhìn nhận một người chia sẻ họ có đạo đức ở trên thị trường này hay là không. Chứ không phải đạo đức là ăn tục nói phét ở trên thị trường này với những giá trị
mà gì nhỉ, chỉ có lời nói được gọi là mật ngọt ở trên thị trường này. Tôi chia sẻ cho nhà đầu tư nhìn nhận. Cảm ơn bạn Thanh Nguyệt nhé. Tôi chia sẻ để cho mọi nhà đầu tư cùng đánh giá về những giá trị thực tiễn này ở trên thị trường giao dịch Forex này. Mỗi một phương pháp đều có những giá trị riêng, và mỗi một trader sẽ có những giá trị vận dụng, áp dụng vào trong thực tế riêng ở trên thị trường giao dịch Forex này. Xin lỗi nhà đầu tư không có vụ nhà tham gia vào trong thị trường này phải ăn bao nhiêu phần trăm, hay là nhà đạt bao nhiêu giá trị lợi nhuận trong một ngày, một tuần, một tháng, một năm. Xin lỗi nhà đầu tư, đó phụ thuộc vào vấn đề giá trị về năng lực, giá trị về kinh nghiệm và khả năng chơi của bản thân nhà đầu tư đó ở trên thị trường giao dịch Forex này. Nếu có vụ Á quân thế giới hay đẳng cấp thế giới, hay là bất kỳ một thằng nào được gọi là nhiều năm kinh nghiệm hoặc là chuyên gia Forex mà nếu chứng minh được về bản thân năng lực của bản thân mình, về giao dịch và về trực tiếp những tài khoản của bản thân họ trên thị trường, xin lỗi nhà đầu tư, chỉ có những thằng Á quân lừa đảo, chỉ có những thằng nhiều năm kinh nghiệm chết ở trên thị trường và những bọn chuyên gia dởm ở trên thị trường giao dịch Forex này mới chỉ có nói mồm hoặc là đưa cho các bạn những giá trị suông ở trên thị trường giao dịch Forex này. Nếu có vụ là chụp hình điện thoại, tại sao chụp hình điện thoại không chứng minh trực tiếp như bản thân tôi đang chia sẻ và chứng minh giá trị này trên thị trường giao dịch Forex. Đây là tài khoản đầu tiên trong ngày hôm nay tôi show để nhà đầu tư thấy rõ về vấn đề này. Mời nhà đầu tư coi tiếp tài khoản thứ hai, 1.200 đô đánh lên trong vòng 1 tháng ở trên thị trường, đạt lợi nhuận 6.000 đô ở trên thị trường song song với cả giá trị tài khoản này, để cho nhà đầu tư thấy rõ từ giá trị tài khoản nhỏ 290 đô tôi đánh lên sấp xỉ trên 6.000 đô, và gì nhỉ, 1.200 đô tôi đánh lên 6.000 đô, và tài khoản 10.000 đô tôi đánh lên gần 19.000 đô trên thị trường. Trong ngày hôm nay tôi sẽ sâu cho nhà đầu tư nhìn thấy. Mời nhà đầu tư theo dõi tiếp tài khoản thứ hai ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi xin chân thành và cảm ơn, mời nhà chúc nhà đầu tư giao dịch thành công ở trên thị trường. Và gì nhỉ, 1.200 đô tôi đánh lên 6.000 đô, và tài khoản 10.000 đô tôi đánh lên gần 19.000 đô trên thị trường. Trong ngày hôm nay tôi sẽ sâu cho nhà đầu tư nhìn thấy. Mời nhà đầu tư theo dõi tiếp tài khoản thứ hai trên thị trường giao dịch Forex này.